Em chào cả nhà. Hôm nay á lại thèm mắm chưng cả nhà ơi. Nhưng mà em chỉ làm một cái tô bé bé xinh xinh vậy hả cả nhà. Bây giờ thịt bằm á thì em đã bằm sẵn hết rồi. Một cái tô này á là em làm ba cái trứng vịt. Còn cái phần thịt bằm này á là em nấu canh khoai ngọt. Đây, khoai ngọt. Một củ khoai ngọt tím. Ngon lắm cả nhà. Khoai ngọt người ta thường thường cũng ưa có gọi là khoai mỡ nữa đó cả nhà. Còn đây là hành mình bỏ lên cái nồi canh. Còn đây là mình để mình thử mình phi cho thơm á cả nhà. Còn này thì để vô mắm. Còn ớt thì chút nữa thì mình cắt rồi mình để lên sau tô mắm hết cả nhà. Đó. Còn đây là mắm. Mắm em đã lượt xong rồi, em lấy một miếng mắm đặc vậy nè cả nhà. Thì mắm thường thường em đã lượt cho cả nhà xem rồi, mắm này của em gái làm mấy cả nhà. Dạ mời cả nhà cùng em làm hai món ăn đơn giản mà ngon hết cả nhà. Bây giờ em sẽ ốp với thịt để mà mình nấu với canh khoai ngọt đó cả nhà. Một miếng đường. Và một miếng muối. Hồi nữa thì mình bỏ vô trong cái nồi canh thêm gia vị ha cả nhà. Và một miếng hành. Và một miếng tiêu. Tiêu quá này mình bỏ thêm miếng nữa đi cho thơm. Giờ mình trộn lên. Rồi bây giờ em trộn đây mình để cho thấm rồi em quay qua em sẽ làm cái tô mắm để mình chưng hết cả nhà, rồi một bên đó thì mình nấu canh. Rồi giờ em bỏ cái ngọt vô cái tô mắm. Em muốn ăn ngọt ngọt đó thì em bỏ hơi đường nhiều hết cả nhà. Còn này thì em sẽ bỏ một miếng tiêu. Em sẽ bỏ hành. Cái món này, hai món này đơn giản mà ăn ngon cơm lắm đó cả nhà. Giờ em sẽ trộn lên một chút. Rồi, giờ em đập trứng vô nha cả nhà. Em sẽ đập hai cái trứng. Ê, bữa nay cái hộp vịt bữa nay nó làm như nó muốn rửa, ta không thấy dính gì đó. Cái tô nhỏ nhỏ xinh xinh này ngon lắm đó cả nhà. Mình làm gì cho nó vừa cái tô vậy để cho nó nửa cái nó trào lên cho nó đẹp hết cả nhà. Để không thôi mình làm cái tô nó rộng quá cái nửa cái nó thấy không có ngon như như nó không có trào lên. Còn này em làm cái này là nó trào lên nó ngon lắm. Chàn quá trời cái nhà, em tính làm cho nó thấy nó dung lên cho nó đẹp mà ngờ đâu nó chàn rồi, mình chưa bỏ mắm nữa. Bây giờ em xớt qua cái tô này nha cả nhà. Xớt qua tô này rồi cả nhà ơi. Nó mình em muốn làm cho cái tô kia thấy nó ngon lắm mà bây giờ nó quá trời. Giờ em còn đổ mắm vô nữa nè. Vậy mà hả, em tính làm cái tô nhỏ xíu rồi để cho nó thấy đầy tràn dung lên rồi đâu không được rồi, nên em lấy cái tô này nha cả nhà. Rồi bây giờ em chưng nha cả nhà. Rồi bỏ vô nồi nước sôi vậy nè cả nhà, bây giờ em bắt nước sôi vậy đó. Giờ nước sôi rồi, giờ em bỏ vô nha cả nhà, mình bắt nước cho sôi vậy đó. Rồi mình đậy nắp lại, giờ mình dặn lửa riu riu
Rồi mình nấu canh khoai ngọt cái nhà. Bỏ vô ăn vô rồi xong rồi cái giờ mình bỏ cái hành phi. Mình phi cái đậu hành rồi con đó cả nhà. Giờ bữa nay là em chiên nha. Ý em xào thịt. Nhớ thì cái mình xào nó thơm với nhà. Tại em nói khoai ngọt thì cho em thấy xào thịt lắm. Mình làm mà khoai ngọt có canh cái lóc rồi. Giờ em tới em làm với thịt cho nó lại lạ cho nó ngon ngon với cái nhà. Cho cái nhà coi coi cái món mình nấu cái món nào là ngon á để cái nhà làm. Thơm nhất quá thơm rồi. Bữa nay đi vào quay phim với cái nhà nên đi vào nó thơm quá. Quá thơm mình phải nhận. Em sẽ bỏ cái này nó đã chín luôn rồi đó cả nhà. Chín cho nó thơm vậy đó. Rồi mình đổ nước vô là nó vừa. Hấp dẫn ghê luôn cả nhà. Có một củ khoai ngọt thôi mà hồi cái nhà thấy đã nấu là một đống nước ra mà nó còn nở luôn đó nha. Đừng có đổ nước ít như cái nhà mình đổ thì nhiều vô. Nó mình đổ bao nhiêu nước đó là vừa đó cả nhà. Rồi nó nở ra đó. Rồi. Đây là cái khoai ngọt nè. Quá ngon hết cả nhà. Đúng là đồ ở trên gãy trên ruộng nó ngon. Chỉ một củ nhỏ thôi là một nồi bự luôn á cả nhà. Bây giờ em bỏ thêm một miếng gia vị nha cái nhà. Tại vì nãy á, mình bỏ đi, cái đó là mình chỉ ướp thịt thôi. Giờ bỏ thêm một miếng bột ngọt và một miếng muối. Tại vì nãy em bỏ ít cái nhà. Giờ bỏ thêm một miếng. Giờ em bỏ một miếng đường. Rồi nhà thấy phay ngọt nó nứt nè, thấy nó ngon. Giờ phay ngọt của mình chín thì cả nhà ơi. Giờ em tắt lửa, em bỏ hành vô. Đó, em bỏ hành vô. Cái này phải có thêm một cái cọng ngò gai á mà nó thơm cực kỳ luôn cả nhà. Bữa nay em không có ngò gai. Rồi cái nồi canh xong rồi á, bây giờ em qua cái giờ mình mở nắp ra coi là mắm ngon nó dẫn ghê luôn cả nhà. Cái tô mắm này em tính nãy làm cái tô nhỏ cho nó phì lên cả nhà, giờ nó phì lên mà nó không có được đầy trong cái tô rồi cả nhà. Giờ em bỏ cái trứng lên nha cả nhà. Đó, cũng như thường ngày thôi, mình sẽ chèn nó. Ui, bữa nay cái trứng này đẹp quá, bữa nay cái trứng này nó đẹp quá cả nhà. Mắm của em gái á, nó không có cái màu đậm nhưng mà nó trắng nhưng mà nó ngon lắm cả nhà. Giờ em bỏ cái hộp vịt lên rồi ha. Rồi xong rồi giờ em đi bỏ miếng ớt. Em bỏ miếng ớt lên cho nó đẹp đó cả nhà. Và nếu mà mình muốn ăn ớt á thì mình sẽ cắt nó vô mình ăn luôn. Sắp cho nó đẹp đẹp một chút nha. Cái này mà mình làm nó ngon nhưng mà cũng phải sắp sắp lại cho nó thấy nó đẹp đẹp cái gì. Có một trái ớt không? Bữa nay trái ớt này nó cũng hơi bợn. Giờ mình đã sắp ớt được xong rồi, giờ mình đậy nắp lại một tí xíu nữa là chín nha cả nhà. Giờ mình để cái tô đây. Mình sẽ múc canh nha cả nhà. Cái tô này là vừa một cái nồi canh luôn á, nó bự đó cả nhà. Đó, cả nhà thấy nè.
mình múc vô rồi mình để ra cho nó hơi nguội nguội chút để ăn cái nhà để nóng lắm, cơm nóng rồi canh nóng nữa. Cái nhà thấy mình nấu cá lóc rồi, giờ mình nấu cái thịt bằm cho cả nhà xem coi cái món nào cả nhà thích thì cả nhà làm theo cái cách đơn giản của em nha. Nóng quá cả nhà, em để dưới đây rồi có nó ngon nè cả nhà. Ở quê thì nói chung thì cuộc sống nó đơn giản lắm, cái nhà ăn thì nó rất ngon luôn á, nó đơn giản nhưng mà nó ngon lắm. Giờ anh với một miếng tiêu, gắp một miếng tiêu lên cái nhà. Giờ mắm mình cũng nhắc xuống được luôn rồi đó cái nhà. Giờ cái dĩa này á, mình cái dĩa này để mình lót cái tô mắm cái nhà để nó nóng. Rồi bây giờ mắm đã chín rồi, dở ra, trời ơi lấp la lấp lánh luôn. Bây giờ mình tắt lửa, nóng lắm đó cả nhà. Đó, bây giờ mình phải lấy miếng giấy mình cầm ra mới được cái cả nhà, để nóng lắm. Ồ trời ơi, tôm mắm xuất sắc luôn cả nhà ơi, coi nè quá ngon luôn. Tôm mắm chưng á, cá sặc của em gái làm đã xong rồi nè cả nhà. Cả nhà giờ thấy ngon hấp dẫn ghê luôn á cả nhà, coi nè quá thơm rồi cả nhà ơi. Cả nhà thông cảm cho em nha, tại vì ở dưới nhà là em quay chỉ quay làm đồ ăn cho cả nhà xem thôi, chứ nhà em á quay á ồn ào lắm cả nhà, tại vì á cháu đồ á thì ngủ á, cái hát cái những cái bản nhạc á có nhiều khi mình đăng lên cái bị bản quyền cái mình tiếc lắm cả nhà. Nên cả nhà á yêu thương kênh của Dung Võ Vlog á, nhớ á thông cảm cho Dung Võ Vlog cả nhà. Chứ cả nhà biết không, Dung Võ Vlog lúc nào cũng muốn ăn nè, để cho cả nhà xem là những cái món mà của Dung Võ Vlog nấu á, ngon á, cái đơn giản nhưng mà nó ngon á. Như cái tô mắm này cả nhà, là ba trứng vịt với một miếng thịt bằm với một miếng mắm của em gái thôi, và thêm một miếng hành và một trái ớt thôi, mà nó ngon gì nè cả nhà. Ăn cắt thau cơm á cả nhà. Hẹn video tiếp theo cả nhà ơi. Giờ là em làm được món mắm và em sẽ quay cho cả nhà thu canh nha cả nhà. Bữa cơm á nó đơn giản mà nó ngon đó cả nhà. Đó, cái nhà giờ em thấy không? Đó, dít một miếng mắm vô cái mình cắn miếng dưa leo hết cả nhà. Mình già miếng cơm. Còn đây là hấp vô một miếng canh khoai ngọt. Oh.